Du khách thích cảm giác mạnh tới thăm Paris, giờ đây có thể nhảy ra khỏi ban công tầng 2 của tháp Eiffel, dẫu chỉ là trong một thời gian giới hạn. Một đường trượt đuôi giày mạo hiểm cho phép du khách, trong một phút, di chuyển được tới 800 mét với vận tốc 90 km/h, từ tòa tháp biểu tượng tới khu nhà quân sự École Militaire. Các chuyến đi miễn phí này được dành cho những người thích cảm giác mạnh và người tham gia được lựa chọn ngẫu nhiên qua các cuộc bốc thăm xổ số. Đường trượt này được lập ra trùng với kỷ niệm 130 năm sinh nhật tháp Eiffel và sẽ vận hành tới ngày 11 tháng 6.